Cô xin chào các em học sinh yêu quý. Cô tên Lê Mộng Yến, hiện đang công tác tại trường tiểu học C Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau qua tiết toán phép chia phân số trang 135. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa toán 4, vở, viết và thước nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu tiết học nào. Về mục tiêu, biết thực hiện phép chia hai phân số, lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Các em sẽ làm các bài tập. Bài tập 1, 3 phân số đầu. Bài tập 2, bài tập 3A, trang 136. Bây giờ, chúng ta cùng vào phần khởi động nào. Ở phần khởi động, cô có câu hỏi dành cho các em như sau. Muốn nhân hai phân số, ta làm thế nào? À đúng rồi, muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Bây giờ các em hãy vận dụng quy tắc này để tìm kết quả của phép tính sau. 3 phần 5 nhân 4 phần 3. Nào, cô mời các em làm bài. Các em kiểm tra kết quả bài làm cùng cô nhé. 3 phần 5 nhân 4 phần 3 nhân 2 phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, 3 nhân 4 bằng 12, mẫu số nhân với mẫu số, 5 nhân 3 bằng 15. Ta được kết quả là phân số 12 phần 15. Phân số 12 phần 15 ta rút gọn được phân số 4 phần 5. Thế các em có ra đáp án giống như đáp án của cô hay không? Nếu có, cô xin chúc mừng nhé. Các em thân mến, các em đã được làm quen với các phép tính, phép cộng phân số, phép trừ phân số và phép nhân phân số. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em một phép tính nữa cũng liên quan đến phân số, đó là phép chia phân số. Vậy phép chia phân số được thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ở ví dụ sau nha các em. Ví dụ, hình chữ nhật ABCD có diện tích 7/15 m², chiều rộng là 2/3 m, tính chiều dài của hình đó. Các em ạ, đây là hình chữ nhật ABCD. Quan sát hình ta thấy diện tích là 7/15 m², chiều rộng là 2/3 m, còn chiều dài là bao nhiêu ta chưa biết. Vậy hình chữ nhật ta biết được diện tích là 7/15 m², ta biết được chiều rộng là 2/3 m. Vậy muốn tính chiều dài của hình chữ nhật ta làm thế nào đây? Muốn tính chiều dài của hình chữ nhật ta sẽ lấy diện tích chia cho chiều rộng các em ạ. Vậy diện tích ở đây là 7/15, ta chia cho chiều rộng là chia 2/3. Vậy 7/15 chia 2/3 được gọi là phép chia hai phân số. Vậy phép chia hai phân số này thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. 7/15 chia 2/3. Vậy trong phép chia này, 7/15 được gọi là phân số thứ nhất, 2/3 được gọi là phân số thứ hai. Vậy để lấy 7/15 chia 2/3 thì ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Vậy các em có biết đảo ngược là thế nào không? Đảo ngược có nghĩa là phân số đó ta sẽ đảo tử số thành mẫu số và mẫu số ta viết thành tử số. Ở đây phân số thứ hai là phân số 2/3 thì ta sẽ đảo ngược được thành phân số 3/2. Vậy phân số 3/2 gọi là phân số đảo ngược của phân số 2/3. Vậy 7/15 chia 2/3 ta sẽ thực hiện như sau.
Ta lấy phần số thứ nhất, tức là phần số thứ nhất ta giữ nguyên lại, viết 7 phần 15. Phép chia ta sẽ chuyển thành phép nhân. Và phần số thứ hai là 2 phần 3, ta sẽ đảo ngược lại thành phân số 3 phần 2. Và ta có được phép nhân là 7 phần 15 nhân 3 phần 2. Vậy trở thành phép nhân thì ta sẽ thực hiện lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Vậy ta tìm được kết quả là 21 phần 30. Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 21 phần 30 mét. Các em ạ, các em hãy dựa vào phép chia ta vừa thực hiện, đó là 7 phần 15 chia 2 phần 3. Để ta tìm ra cái quy tắc chia hai phân số cho cô nào. Như vậy thì dựa vào phép chia ta biết được, để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Các em lưu ý nhé, phân số thứ hai ta phải viết đảo ngược, tử số thành mẫu số thành tử số nhé. Nào, chúng ta nhắc lại quy tắc lần nữa cùng cô nào. Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Để giúp các em nắm vững quy tắc, vận dụng quy tắc một cách thành thạo, thì bây giờ cô mời các em chuyển sang luyện tập. Bài tập thứ nhất luyện tập có nội dung như sau: viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau. Ở đây người ta yêu cầu mình viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau. Ở đây cô có 3 phân số. Phân số thứ nhất là phân số 2 phần 3, phân số thứ hai 4 phần 7, phân số thứ ba 3 phần 5. Cô nghĩ bài này đơn giản đấy, các em có thể làm bài. Cô mời các em. Chúng ta cùng kiếm kết quả nào. Rồi, ta viết phân số đảo ngược. Chỉ phân số đầu tiên, đó là phân số 2 phần 3. Ta sẽ viết đảo ngược thành phân số 3 phần 2. Phân số thứ hai, đó là phân số 4 phần 7. Ta viết đảo ngược thành phân số 7 phần 4. Và phân số thứ ba, đó là phân số 3 phần 5. Đảo ngược thành phân số 5 phần 3. Thế các em có đúng cả 3 phân số này không? Nếu có, cô chúc mừng nhé. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2 nào. Bài tập số 2, tính. Ở bài tập số 2 này có 3 câu. A. 3 phần 7 chia 5 phần 8. B. 8 phần 7 chia 3 phần 4. C. 1 phần 3 chia 1 phần 2. Vậy ở cả 3 câu này đều là phép chia phân số hết các em ạ. Vậy các em hãy vận dụng quy tắc chúng ta vừa tìm hiểu được để hoàn thành bài tập này nhé. Cô mời các em làm bài. Các em kiểm tra kết quả bài làm cùng cô nhé. Bài thứ nhất, 3 phần 7 chia 5 phần 8. Ta lấy phần số thứ nhất là 3 phần 7. Ta nhân với phần số thứ hai đảo ngược 5 phần 8, ta đảo ngược thành phân số 8 phần 5. 3 x 8 bằng 24, 7 x 5 bằng 35. Câu B. 8 phần 7 chia 3 phần 4. Ta lấy 8 phần 7 nhân với phân số thứ hai đảo ngược 3 phần 4, ta đảo ngược thành phân số 4 phần 3. 8 x 4 bằng 32, 7 x 3 bằng 21. Ta được kết quả là phân số 32 phần 21. Câu C. 1 phần 3 chia 1 phần 2. Ta lấy 1 phần 3 nhân với 2 phần 1. Thì ta được kết quả là phân số 2 phần 3. Thế các em có đúng hết cả 3 câu không nào? Các em đúng hết cả 3 câu thì cô có lời khen dành cho các em nhé. Chúng ta sang bài tập số 3. Bài tập số 3, tính. Ở bài tập số 3 này ta chỉ thực hiện câu A thôi nha các em. Ở câu A ta có 3 phép tính. Phép tính thứ nhất là phép tính nhân, 2 phần 3 nhân 5 phần 7. Phép tính thứ hai, 10 phần 21
chia 5 phần 7. Phép tính thứ 3, 10 phần 21 chia 2 phần 3. Cô nghĩ bài này cũng không khó đối với các em đâu. Các em hãy vận dụng quy tắc nhân 2 phân số và chia 2 phân số để chúng ta thực hiện bài tập này nhé. Cô mời các em làm bài. Rồi, chúng ta cùng kiểm tra kết quả bài làm nào. Câu thứ nhất, 2 phần 3 nhân 5 phần 7 nhân 2 phân số. Ta lấy tử số nhân với tử số, 2 nhân 5 bằng 10. Mẫu số nhân với mẫu số, 3 nhân 7 bằng 21. Phép chia thứ hai, 10 phần 21 chia 5 phần 7. Ta lấy phần số thứ nhất là 10 phần 21 nhân với phần số thứ hai đảo ngược, 5 phần 7, ta đảo ngược thành 7 phần 5. 10 nhân 7 bằng 70, 21 nhân 5 bằng 105. Phần số 70 phần 105, ta rút gọn được phần số 2 phần 3. Phép chia thứ 3, 10 phần 21 chia 2 phần 3. Ta lấy phần số thứ nhất 10 phần 21, ta nhân với phần số thứ hai đảo ngược, 2 phần 3 đảo ngược thành phân số 3 phần 2. 10 nhân 3 bằng 30, 21 nhân 2 bằng 42. Ta được kết quả là 30 phần 42. Phần số 30 phần 42, ta rút gọn được phân số 5 phần 7. Như vậy ở hai cái phép chia này, ta có thể viết ngắn gọn như sau. 10 phần 21 chia 5 phần 7 bằng 2 phần 3. 10 phần 21 chia 2 phần 3 bằng 5 phần 7. Nhìn vào ba phép tính ta mới vừa thực hiện, các em hãy nêu cho cô nhận xét về mối quan hệ giữa ba phép tính này. Nhìn vào phép tính thì ta thấy, nếu ta lấy tích chia cho phân số thứ nhất thì kết quả tìm được là phân số thứ hai. Nếu ta lấy tích chia cho phân số thứ hai thì kết quả tìm được là phân số thứ nhất. Đây là mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia đấy các em ạ. Các em thân mến, các em vừa hoàn thành xong 3 bài tập của bài học ngày hôm nay. Để giúp các em củng cố kiến thức về phép chia 2 phân số, thì cô mời các em cùng tham gia một trò chơi với cô nhé. Ở trò chơi này, các em chỉ cần chọn đáp án đúng hay sai. Rồi trong trò chơi, cô có 3 câu A, B và C. Câu A, 5 phần 6 chia 1 phần 3. Trong bài này người ta thực hiện là lấy 5 chia 1 bằng 5, 6 chia 3 bằng 2. Vậy theo các em bài này đúng hay sai? Tương tự câu B, 13 phần 11 là phân số đảo ngược của phân số 11 phần 3. Theo các em câu này đúng hay sai? Câu C, 4 phần 5 chia 4 phần 5 bằng 4 phần 5 nhân 5 phần 4 được phân số 20 phần 20. Phân số 20 phần 20 rút gọn được 1. Theo em câu này đúng hay sai? Các em hãy suy nghĩ vận dụng lại kiến thức mình vừa học để chọn đáp án đúng sai ở mỗi câu cho cô nhé. Nào, cô mời các em làm bài. Rồi, chúng ta cùng kiểm tra kết quả bài làm cùng cô nhé. Câu A, bạn nào chọn đây là đáp án sai thì cô có lời khen dành cho bạn. Câu này sai là tại vì người ta áp dụng quy tắc sai các em ạ. Chia hai phân số thì ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược, nhưng ở đây người ta lấy tử số chia cho tử số, mẫu số chia cho mẫu số là sai. Câu B, bạn nào chọn đây là đáp án đúng thì cô có lời khen dành cho bạn. Câu C, 4 phần 5 chia 4 phần 5, ta lấy phần số thứ nhất là 4 phần 5, ta nhân với phần số thứ hai đảo ngược, 4 phần 5 đảo ngược thành phân số 5 phần 4. Tử số nhân với tử số được kết quả là 20, mẫu số nhân với mẫu số được kết quả là 20, ta được phân số là 20 phần 20. Phần số 20 phần 20 ta rút gọn được 1, thì đây là đáp án đúng cho các em. Bạn nào đúng hết cả 3 câu
thì cô có lời khen dành cho bạn. À, nếu đúng hết cả 3 câu là các em đã nắm vững quy tắc chia hai phân số rồi đấy. À, trước khi kết thúc tiết học thì các em cho cô biết để thực hiện phép chia hai phân số ta làm thế nào. À, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào các em.